Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Vương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trên hệ thống của Đài truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý thân khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị phần tin tức trong tuần của bình luận gia Vũ Linh. Đầu tiên là bản tin về ngân khoản cứu trợ. Sau những cò cưa tranh cãi cả mấy tuần nay, một khoản tiền cứu trợ mới vừa được Thượng viện thông qua khít nút với tỷ số 50-49. Tất cả các nghị sĩ Dân Chủ ủng hộ, tất cả các nghị sĩ Cộng Hòa đều chống. Phe Cộng Hòa được có 49 phiếu vì một nghị sĩ của Alaska phải về nhà gấp tham dự đám tang gia đình. Nếu không thì tỷ số sẽ là 50-50 và bà Kamala Harris sẽ bỏ lá phiếu quyết định. Điểm đáng nói là tất cả những nghị sĩ bảo thủ Cộng Hòa của khối Never Trump cũng như các ông Mitt Romney và Sass, các bà Collins và Murkowski cũng đều biểu quyết chống hết. Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật đã được chuyển qua Hạ viện và tại đây cũng đã được thông qua nhờ thế đa số của Đảng Dân Chủ. Tất cả dân biểu Cộng Hòa không chừa một người nào đã bỏ phiếu chống, trong khi bên Dân Chủ có một dân biểu nhảy rào bỏ phiếu chống. Hô hào đoàn kết toàn dân, chấm dứt phân hóa của thời Trump dường như còn xa hơn bao giờ hết. Cụ Biden ơi! Ít ra dưới thời Trump, thỉnh thoảng cũng có vài anh chị Cộng Hòa nhảy rào qua bên Dân Chủ. Bây giờ thì cả hai bên đều không thấy ai nhảy rào hết. Chỉ có đúng một dân biểu Dân Chủ nhảy rào, thề không đội trời chung. Trong tình trạng phân hóa tuyệt đối này, làm sao cụ Biden làm việc trong mấy năm trời được? Chế độ Dân Chủ kiểu Mỹ đã lộ mặt nạ thật, chỉ là một hình thức độc tài chuyên chế của đảng nắm quyền không hơn không kém. Các cha già khai quốc và nhiều chính quyền tiếp theo trong lịch sử của Mỹ đã lo sợ chuyện này nên chế ra thủ tục gọi là filibuster, tức là thủ tục câu giờ để tránh nạn độc tài của đa số, giúp cho khối thiểu số còn có tiếng nói. Phe Dân Chủ đang tìm mọi cách để hủy bỏ thủ tục filibuster này. Nếu họ thành công hủy bỏ được, chặn họng tiếng nói của thiểu số, thì nước Mỹ sẽ đi theo vết xe đổ của Hitler, nắm quyền độc tài tuyệt đối sau khi chiếm được đa số tại Quốc hội. Bản tin kế tiếp với chủ đề New York Times ghi ơn COVID. Báo cấp tiến New York Times viết bài chính thức ghi ơn dịch COVID đã giúp thiên hạ nhiều lợi lộc lớn, giúp phe cấp tiến thực hiện được một số chương trình quan trọng. Đúng như châm ngôn của Đảng Dân Chủ, không thể để mất cơ hội khai thác một khủng hoảng. New York Times liệt kê một số những lợi lộc lớn mà thiên hạ đã được hưởng như sau. Khỏi phải trả tiền nợ nhà hay tiền thuê nhà, khỏi phải trả tiền điện nước mà không bị cắt điện nước, cả lô tù nhân được thả sớm, trợ cấp thất nghiệp tăng gấp bội. Vài chuyện nhỏ xíu mà New York Times quên không ghi nhận là chỉ có hơn nửa triệu người chết và 30 triệu người bị bệnh, cả chục triệu người thất nghiệp, cả vạn công ty phá sản, cả trăm triệu người bị khủng hoảng tinh thần, cả triệu học sinh và sinh viên mất một năm học, kinh tế mất mấy ngàn tỷ và nước Mỹ mất một tổng thống giỏi, thay thế bằng một cụ lãng trí. Nhìn vào đó thì thấy ưu tiên của đám cấp tiến là gì? Bản tin tiếp theo có chủ đề luật bầu cử mới. Cụ Biden vẫn tiếp tục rình ràng ký sắc lệnh. Sắc lệnh mới nhất cụ quảng bá là nhằm mục đích gia tăng việc dân Mỹ tham gia mạnh vào các cuộc bầu cử, dễ dãi hóa tối đa các thủ tục bầu cử. Sắc lệnh này được ký như một cách hậu thuẫn dự luật gọi là HR1 mới được Hạ viện thông qua. Cả sắc lệnh của cụ Biden và dự luật của Hạ viện đều có chủ đích dễ dãi hóa việc bầu bằng thư, đúng như các biện pháp các tiểu bang then chốt như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin đã từng làm, mang lại chiến thắng cho cụ Biden. Kiểu như gia hạn ngày gửi thư bầu, bầu bằng thư không cần lý do, không cần kiểm tra chữ ký, không cần nhân chứng thị thực chữ ký, không cần truy cứu lý lịch, người bỏ phiếu để mở cửa cho di dân lậu bỏ phiếu luôn, cho phép các đảng cho người đi đến từng nhà hốt phiếu, gọi là ballot harvesting, tha hồ gian lận hợp pháp. Đặc biệt lại có thêm điều khoản mới nhằm giúp các tù nhân dễ dàng tham gia bầu cử luôn.
Tù nhân trên nguyên tắc được lấy lại quyền công dân sau khi mãn hạn tù, do đó có quyền đi bầu lại. Tuy nhiên, còn có điều kiện là các tù nhân này phải trả nợ đầy đủ với công lý trước khi có quyền bầu lại. Cụ thể là nếu bị phạt tiền, phải trả hết số tiền phạt mới được coi như xong nợ và được phục hồi quyền công dân. Luật bầu cử mới sẽ hủy bỏ điều kiện này. Ai cũng biết tuyệt đại đa số tù nhân Mỹ đều thuộc khối dân da đen và di dân gốc Nam và Trung Mỹ là những thành phần cử tri cốt cán của Đảng Dân Chủ. Dự luật SR1 là mưu toan áp đặt một thể thức bầu cử cởi mở tối đa và duy nhất trên toàn nước Mỹ sẽ giúp Đảng Dân Chủ thống trị chính trị của Mỹ trong không biết bao nhiêu chục năm nữa, tiêu diệt Đảng Cộng Hòa vĩnh viễn, trong khi vi phạm hiến pháp một cách lộ liễu nhất vì hiến pháp cho phép các tiểu bang tự đặt luật bầu cử. Việc có một luật thống nhất cho tất cả các tiểu bang là nên có và cần có. Tuy nhiên, nếu cả nước đều có luật bầu cử quá dễ dãi, cho gian lận như là dự luật đề nghị, thì nước Mỹ sẽ loạn to. Bản tin tiếp theo là khủng hoảng di dân. Mặc dù chính quyền Biden chối bai bản, nhưng thực tế là đang có khủng hoảng lớn ở biên giới, khi cả trăm ngàn di dân ào ào tìm cách vượt biên vào Mỹ, với hy vọng sẽ được cụ Biden giang tay đón chào hết cả đám. Trong tháng 2 vừa qua, số người vượt biên vào Mỹ đã tăng vọt gần 1/3, lên tới trên 100.000 người, cao nhất trong gần 15 năm qua, trong khi số trẻ con không bố mẹ tràn vào Mỹ đã gia tăng gấp 3 lần. Bà phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cũng như bà giám đốc chương trình biên giới của Tòa Bạch Ốc đều phủ nhận chuyện có khủng hoảng. Tuy nhiên, cả hai đều nhìn nhận đó là một thử thách lớn, Big Challenge, đồng thời cũng nhìn nhận dân Trung Mỹ đã hiểu lầm ý của cụ Biden. Cả hai bà đều nhấn mạnh Mỹ không mở toang cửa cho ai hết. Thế nhưng khi cụ Biden ra sắc lệnh thi hành sách lược bắt rồi thả, thì thông điệp này dân Trung Mỹ hiểu rõ hơn ai hết. Cụ Schumer, lãnh tụ khối đa số dân chủ tại Thượng viện, cũng đã phải lên tiếng kêu gọi cụ Biden làm sáng tỏ chính sách di dân để tránh hiểu lầm và rối loạn. Chính quyền Biden cho biết đang thảo luận với vài chính quyền Trung Mỹ để tìm biện pháp. Cụ thể là Mỹ sẽ viện trợ cho các xứ này hơn 4 tỷ đô la, tức là cụ Biden dùng tiền thuế của dân Mỹ đóng để nuôi dân Trung Mỹ trong các xứ của họ. Có những dân Việt tị nạn óc ong, óc kiến, hoành tráng, cao giọng xỉ vả những người Việt tị nạn chống di dân lậu là qua cầu rút ván. Đó là xuyên tạc láo, dân Việt tị nạn không bao giờ chống dân tị nạn các xứ khác hết. Họ chống là chống đám di dân lậu vào Mỹ lậu. Không ai cho vào mà cứ lén lút vào, rồi bây giờ phe Dân Chủ muốn hợp thức hóa vì nhu cầu kiếm phiếu thay thế phiếu dân Mỹ mà Dân Chủ đang bị mất. Cái đám vẹt chỉ biết làm vẹt, nói theo truyền thông Dân Chủ Mỹ gian trá, xóa chữ lậu, quên chuyện bất hợp pháp để rồi núp sau ngôn từ di dân không giấy tờ, sập xí sập ngầu đồng hóa di dân hợp pháp với di dân lậu. Lại còn khẳng định thuyền nhân Việt Nam khi xưa cũng từng là di dân lậu vượt biên qua các nước Đông Nam Á, rồi thành di dân hợp pháp khi được các nước thứ ba chấp nhận cho định cư. Đúng là một nhận định kiểu viết lại lịch sử. Dân Việt chạy khỏi Việt Nam năm 1975 không có gì là lậu hết. Đó là chuyện cả nước chạy loạn, chạy trốn quân Cộng sản chiến thắng vì sợ chìm đắm trong biển máu Cộng sản. Rồi dân tị nạn được máy bay và chiến hạm Mỹ đón vào Mỹ qua luật hợp pháp và hợp hiến của Tổng thống Ford được lưỡng viện phê chuẩn, chẳng có lậu gì hết. Tất cả đều có giấy tờ hợp pháp, không một ai là undocumented hết, không có một người nào phải ra tòa di trú và không có một người nào bị bắt tại biên giới rồi trục xuất ra lại hết. Di dân Nam Mỹ vượt biên giới vào Mỹ không có luật nào cho phép cả. Thuyền nhân Việt trốn chạy ra khỏi Cộng sản Việt Nam năm 78 là di dân bị chính quyền Việt Cộng nhắm mắt đẩy đi vì chính quyền Cộng sản Việt Nam đang bên bờ vực chết đói. Sau đó, được Mỹ và cả chục quốc gia khác đón lên tàu hay từ các trại tạm cư Đông Nam Á vào Mỹ, Tây Âu, Canada, Úc hoàn toàn hợp pháp. Tất cả đều làm đầy đủ thủ tục xin nhập cư và ngồi chờ. Sau khi được chính thức chấp nhận thì được chính thức nhận vào. Không có một ai vào lậu hết, cũng không ai là undocumented hay bị trục xuất về Việt Nam hết. Đúng là ở đây sống đầy đủ rồi ăn nói hàm hồ ngu xuẩn vậy sao? Nhái lại nguyên văn một câu của một cụ dị ứng Trump chửi dân tị nạn qua cầu rút ván. Còn một chuyện đáng lưu ý nữa là khi cả chục triệu di dân lậu được hợp thức hóa, tuyệt đại đa số đám này sẽ nằm trong khối được đủ loại trợ cấp Medicare và Medicaid. Ta chờ xem hậu quả sẽ như thế nào cho khối dân Việt tị nạn sẽ mất đi bao nhiêu. Bản tin tiếp theo, chính phủ Mỹ lo ngại.
chính phủ Mexico chính thức tỏ ý lo ngại thông điệp di dân của cụ Biden sẽ gây rắc rối to cho Mỹ. Thông điệp của cụ Biden là bất kể những chối cãi, đã là một thông điệp rõ ràng cho tất cả dân Trung và Nam Mỹ là Mỹ sẽ mở toang cửa cho di dân lậu vào, cứ vào đại cho dù có bị bắt rồi cũng được thả là xong. Theo chính phủ Mỹ, thông điệp này sẽ khiến các băng đảng chuyên chở di dân lậu băng qua biên giới nở rộ, tha hồ đi câu khách và lừa khách, gây nguy hiểm đến tính mạng của di dân. Lại còn tranh giành khách, thanh toán nhau, v.v. sẽ gia tăng mức tội phạm của Mỹ, chưa kể cả vạn dân các xứ Trung Mỹ như Guatemala, El Salvador, Honduras sẽ tràn qua Mỹ để tìm đường vào Mỹ. Bản tin tiếp theo, tổ chức Judicial Watch kiện bà Nancy Pelosi. Tổ chức Judicial Watch, một tổ chức bảo thủ chuyên canh gác việc tôn trọng hiến pháp, đã nộp đơn kiện bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đòi coi toàn bộ tất cả các tài liệu liên quan đến việc bà Pelosi điện thoại cho tướng Milley trong vụ tranh cãi sau bầu cử. Bà Pelosi khi đó có điện thoại cho Phó Tổng thống Pence để khuyến khích ông này viện dẫn tu chính án thứ 25 của Hiến pháp để lật đổ Tổng thống Trump. Đồng thời bà cũng điện thoại cho tướng Milley, Tổng tham mưu trưởng quân lực Mỹ, yêu cầu ông không cho Tổng thống Trump quyền lãnh đạo quân lực nữa. Dĩ nhiên, cả Phó Tổng thống Pence lẫn tướng Milley đều đã từ chối. Tổ chức Judicial Watch cho rằng hành động của bà Nancy Pelosi là một vi phạm trắng trợn hiến pháp liên quan đến chế độ tam quyền phân lập, có tính cách lấn quyền của Tổng thống, không khác gì âm mưu đảo chính hay xúi dục đảo chính, sẽ tạo tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho chế độ dân chủ của Mỹ. Bản tin tiếp theo, Thượng nghị sĩ Cộng hòa về hưu hàng loạt. Nghị sĩ Cộng hòa Roy Blunt của tiểu bang Missouri đã cho biết ông sẽ về hưu năm tới, không ra tranh cử cuối năm 2022 nữa. Đây là nghị sĩ Cộng hòa thứ 5 cho biết là sẽ rút lui. Tất cả các vị này đều thuộc khối chống Tổng thống Trump, không nhiều thì ít, hoặc là đã biểu quyết đàn hạc Tổng thống Trump. Các nghị sĩ Toomer của Pennsylvania và Burr của North Carolina thì cũng đã nhiều lần lên tiếng công kích Tổng thống Trump, Portman của Ohio và Shelby của Alabama. Nghị sĩ Blunt trước đây đã biểu quyết chống việc Tổng thống Trump xây tường biên giới Mỹ, thế mới thấy Tổng thống Trump dù hết làm Tổng thống vẫn còn ảnh hưởng lớn, có khi còn lớn hơn khi ông còn tại chức, chống ông thì khó thọ. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.